Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Arsenal sẽ có chuyến hành quân rông bão để sân nhà King Power của Leicester City ở vòng 26 Premier League. Pháo thủ thành London đã đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm tiếp tục cuộc đua thành một suất tham dự sân chơi châu Âu vào mùa giải năm sau. Trong khi đó, bày cáo huấn luyện viên Brendan Rodgers cần giành ít nhất 1 điểm nếu không muốn bị Man United vượt mặt. Theo nguồn tin từ báo chí sơ sở sương mù, Arsenal sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ Rob Holding ở màn chạm trán này nửa sắp tới. Cầu thủ người Anh trở thành nhân tố chính nơi hệ thống hàng phòng ngự của Arsenal mùa giải năm nay với 20 trên 23 trận đá chính tại Premier League. Trong khi đó, khả năng ra sân của thủ thành dự bị Ronan Alex Ronson vẫn còn bỏ ngỏ. Ronson dính chấn thương đầu gối trong một buổi tập và anh phải ngồi ngoài trước Leicester City. Thay vì Ronson, huấn luyện viên Arteta nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho tân binh Matt Ryan. Hôm nay các cầu thủ vẫn ở Hy Lạp. Chuyến bay về nước Anh sẽ kéo dài trong khoảng 4 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điều đó không thể trở thành lý do bao biện cho bất cứ việc chuẩn bị sơ sài nào ở trận đấu với Leicester City sắp tới. Chúng tôi sẽ giải quyết trở ngại đó. Bạn luôn phải sẵn sàng cho tinh thần thi đấu với mật độ 3 ngày một trận khi tham dự sân chơi châu Âu. Arteta chia sẻ sau chiến thắng với Benfica. Giành chiến thắng nghẹt thở trước Benfica trong trận đấu tranh tấm vé lọt vào vòng 1/16 Europa League, đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta gần như đã cạn kiệt thể lực. Tuy nhiên vào tối nay theo giờ Việt Nam, họ vẫn sẽ phải hành quân đến King Power để chạm trán Leicester City. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, thuyền trưởng pháo thủ cho rằng ông cần phải xoay tua đội hình một cách hợp lý nhất để có thể hướng tới một chiến thắng. Hãy xem chúng tôi thi đấu vào ngày mai. Khi bạn tham dự các giải đấu tại châu Âu, bạn phải thi đấu với cường độ khoảng 3 ngày một trận và chúng tôi sẽ đối đầu Leicester với cách chuẩn bị mà chúng tôi thường làm. Về tình hình nhân sự, tôi không thể bật mí điều gì ngay bây giờ bởi có một số ngôi sao vẫn đang muốn cạnh tranh suất đá chính. Còn đối với Leicester, tôi nghĩ họ là một câu lạc bộ ổn định tại Premier League. Họ có một ban huấn luyện tuyệt vời và đưa ra những quyết định rất sáng suốt. Vì vậy tôi cho rằng họ hoàn toàn xứng đáng với vị trí hiện tại. Tính cho đến nay, Aubameyang đã ghi được 11 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng cần nhớ lại hai mùa trước đó, số bàn thắng của chân sút người Gabon lớn hơn nhiều. 29 bàn ở mùa giải 2019-2020 và 31 bàn ở mùa giải 2018-2019. Tiền đạo này từng vài lần trải qua chuỗi 5 đến 6 trận thịt ngòi liên tiếp. Bởi vậy, không ít chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích Aubameyang. Tuy nhiên mới đây, huấn luyện viên Arteta đã lên tiếng bảo vệ đánh thép của học trò. Tôi chẳng quan tâm lắm đến những bình luận tiêu cực về Aubameyang. Nhiệm vụ của tôi ở Arsenal là hỗ trợ và giúp đỡ các cầu thủ. Tôi cố gắng đưa cho họ những lời khuyên tốt nhất có thể. Và khi họ gặp khó khăn, tôi luôn đứng đằng sau để động viên họ. Tôi thấy cách tốt nhất để đập tan dư luận luôn là phong độ trên sân cỏ. 7 ngày trước, Aubameyang mới trở lại sau chấn thương và đã lầm hat-trick. Thậm chí hôm đó lẽ ra thành tích của cậu ấy còn tốt hơn nữa. Aubameyang đã chơi cho Arsenal được gần 4 năm, đóng góp 81 bàn thắng sau 134 lần ra sân. Anh là điểm sáng lớn nhất khi pháo thủ chinh phục danh hiệu vô địch Cúp FA và siêu cúp Anh vào năm 2020. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.